Cô Thảo xin chào các con. Chào mừng các con đến với khóa học tiếng Việt 2 của trường học trực tuyến tuyển sinh 247. Hôm nay cô Thảo sẽ hướng dẫn chúng ta học chuyên đề, đó là chuyên đề luyện từ và câu. Và bài hôm nay của chúng ta sẽ học về mở rộng vốn từ, từ ngữ về các môn học và từ chỉ hoạt động. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ có hai phần. Phần thứ nhất mình sẽ học về mở rộng vốn từ và phần thứ hai mình sẽ học về từ chỉ hoạt động. Các con đã sẵn sàng cho bài học ngày hôm nay chưa? Phần đầu tiên, mở rộng vốn từ, từ ngữ về các môn học. Câu hỏi đầu tiên đó là hãy kể tên các môn mà em học ở lớp 2. Nếu mà kể tên các môn mà em học ở lớp 2 một cách bình thường thì dễ dàng quá rồi đúng không nhỉ? Hôm nay cô có một thử thách dành cho các con đây. Đó chính là các con hãy đầu tiên hãy quan sát tranh. Thứ hai là đoán tên môn học. Và thứ ba là ghi chi tiết tên môn học vào vở. Các con đã hiểu yêu cầu của đề bài chưa nhỉ? Đầu tiên là mình quan sát tranh, sau đó mình sẽ đoán tên môn học được nói đến trong cái bức tranh đó. Và thứ ba là mình sẽ ghi tên môn học vào trong vở của mình. Các con hiểu rõ yêu cầu chưa? Chúng ta bắt đầu nhé! Đây, đầu tiên, một góc tranh được mở ra, các con có đoán đây là môn học gì không? Nếu mà chưa đoán ra được thì mình thử xem bức tranh mảnh ghép số 2. À, chắc chắn là có bạn đã đoán được rồi đúng không? Đây chính là môn tiếng Việt 2 đúng chưa nhỉ? Đó, đầu tiên là tiếng Việt 2. Vậy môn tiếp theo là môn gì nhỉ? Chúng ta tiếp tục nhé. Đã ai đoán được chưa? À, cô cũng chưa đoán được đâu. Vậy thì cô sẽ mở mảnh ghép tiếp tục mảnh ghép số 2 nhá. À, vậy đây là môn gì nhỉ? Đây là môn gì đây? Đây chính là môn đạo đức, đúng chưa nhỉ? Tiếp tục, nếu bạn nào chưa trả lời được hai câu vừa rồi thì đến câu số 3 này chúng ta nhanh tay để chúng ta trả lời nhá. Chúng ta thật nhanh tay nhanh mắt để mình trả lời nào. Đây là môn gì nhỉ? Tiếp tục. À, đây chính là môn toán của chúng ta. Cô chúc mừng các bạn đã trả lời đúng câu hỏi. Đến mảnh ghép tiếp theo. Chỉ một mảnh ghép được mở ra thôi. Nên đôi khi mình phải có trí nhớ rất tốt thì mình mới nhớ được đây là bìa của cuốn sách nào đúng không? À, và đây chính là môn tự nhiên và xã hội. Có bạn nào mở được mảnh, có bạn nào đoán được từ khóa ngay mảnh ghép đầu tiên không? Đúng rồi, đây chính là môn tự nhiên và xã hội. Như vậy ngoài các môn mà cô đã chiếu trên slide thì chúng ta còn rất nhiều các môn khác. Chúng ta hãy liệt kê ra các môn của mình nhé. À, chúng ta có tiếng Việt này, chúng ta có toán này, chúng ta có đạo đức, tự nhiên xã hội, nghệ thuật, thể dục, tiếng Anh và còn rất nhiều môn nữa đúng chưa? Sau khi kể tên các môn học mà chúng ta đã học thì chúng ta sẽ vào phần tiếp theo, đó là phần học về các từ chỉ hoạt động. Với câu số 2, các tranh dưới đây vẽ một số hoạt động của người, hãy tìm từ chỉ mỗi hoạt động. Các con thử nhìn trên màn hình và xem cô Thảo đang làm gì nhé. Cô đang làm gì đây? À, cô đang viết. Vậy viết là một từ chỉ hoạt động, đúng chưa? Tiếp nhá. Cô đang làm gì đây? À, cô đang hất tóc, đúng không? Thì hất tóc hay là vuốt tóc là một từ chỉ hành động. Được chưa nhỉ? Chúng ta sẽ vào cái bài học của chúng ta là các con hãy quan sát tranh vẽ dưới đây. Đó, và hãy tìm từ chỉ hoạt động cho mỗi bức tranh. Gợi ý thứ nhất là tranh vẽ ai? Mỗi bức tranh này các con để ý là có bức tranh thì chỉ có một người thôi nhưng có bức tranh có hai người. Vậy thì đầu tiên mình phải trả lời được câu hỏi đó là bức tranh này vẽ về ai? Và từ đấy mình sẽ chỉ ra các hoạt động tương ứng với người đó. Và thứ hai là người trong tranh đang làm gì? Và thứ ba là từ chỉ hoạt động của người đó là từ nào? Bây giờ cô ví dụ nhé. Với bức tranh đầu tiên chỉ có một người thôi, đó là một bạn gái, đúng chưa nhỉ? Thì mình sẽ xem là tranh vẽ một bạn gái này, mình xem bạn trong tranh đang làm gì. Chúng ta thấy bạn đang cầm cuốn sách lên thì mình có các từ như là bạn đang đọc sách này, hay bạn đang
xem sách này hay xem tranh này, thì mình có các hoạt động, từ chỉ hoạt động đó là đọc và xem, đúng chưa? Bây giờ mình sẽ xem tiếp hình số 2. Hình số 2. Từ chỉ hoạt động ở đây là gì các con nhỉ? À, đây chính là viết. Mình thấy bạn đang viết và bạn đang làm bài tập, thì ở đây có động từ viết, động từ làm, đúng chưa? Và các con hãy tìm thêm nhiều động từ khác nữa nhé. Nếu mà các bạn tìm thêm được động từ nào ngoài đáp án của cô thì hãy nhắn cho cô biết nhé. Từ bức tranh số 3 là bức tranh có hai người. Ở đây là một người có thể gọi là bố này, đang dạy cho con gái học bài. Vậy thì ở đây với người bố thì mình sẽ có hoạt động gì nhỉ? À, chỉ này, giảng giải này, đúng không? Dạy này. Và với hoạt động của người con gái thì mình sẽ có hoạt động gì? Học này, rồi lắng nghe. Như vậy là mình cần chỉ ra là bức tranh vẽ những ai, và sau đó là mình sẽ từ từng người đó mình sẽ ghi ra các từ chỉ hoạt động của mỗi người. Thế thì ở đây mình có từ chỉ bảo, giảng bài, có từ nghe, có từ học. Bức tranh số 4 là cũng có hai bạn nữ đang nói chuyện với nhau. Vậy thì mình sẽ có các từ chỉ hoạt động nào? À, sẽ có các từ như là trò chuyện, thảo luận, kể chuyện, nói này, nghe này, đúng không? Với các từ như là đọc, xem, viết, làm, nghe, giảng giải, chỉ bảo, nói, trò chuyện, kể chuyện, thảo luận, thì tất cả những từ này đều được cô gọi đây là từ chỉ hoạt động. Như vậy là chúng ta đã nhớ lại về các từ chỉ hoạt động rồi. Như vậy là qua bài tập vừa rồi chúng ta đã tìm được rất nhiều các từ chỉ hoạt động, đúng không nào? Đó là các từ đọc, xem, viết, làm, nghe, giảng giải, chỉ bảo, nói, trò chuyện, kể chuyện, thảo luận, vân vân. Và cô tin chắc chắn rằng các con đã tìm được nhiều từ hơn cả cô, đúng không? Và tất cả các từ này đều được gọi chung là từ chỉ hoạt động. Như vậy là chúng ta đã hiểu, đã biết cách làm về từ chỉ hoạt động rồi. Bây giờ cô có một cái thử thách khó hơn dành cho chúng ta. Đó chính là một cái game truy tìm từ chỉ hoạt động. Cô có một mê cung có rất nhiều chữ cái, và các con hãy tìm nhiều nhất các từ chỉ hoạt động trong cái mê cung đó. Các con đã sẵn sàng chưa? À, bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào mê cung đó nhé. Đây, có rất nhiều chữ cái nhưng được sắp xếp lộn xộn hết rồi, và cô không biết ở đâu là từ chỉ hoạt động. Vậy bây giờ các con hãy dùng bút để mình gạch chân vào những cái từ chỉ hoạt động nhé. Mình có thể gạch theo, tìm từ chỉ hoạt động theo chiều ngang này, hoặc là theo chiều dọc này, hoặc là chéo. Ví dụ cô làm mẫu một ví dụ nhá, để cô tìm nhá. À, ở đây là mình có từ chỉ hoạt động, đó chính là từ chạy. Nếu mà kẻ hàng ngang này thì mình sẽ thấy có từ chạy. Và bây giờ các con hãy dừng màn hình lại và các con tìm xem trên màn hình của mình là có bao nhiêu từ chỉ hoạt động. Mình có thể tìm theo chiều dọc này, chiều ngang, hoặc là theo phương chéo này, đúng không nhỉ? Sau khi các con đã tìm rồi thì bây giờ chúng ta thử xem nhé. Thử xem cô Thảo tìm có được nhiều bằng chúng ta không nhé. À, đây có từ chạy rồi này. Có từ bay nữa. Bay là cũng là chỉ một hoạt động nữa, đúng không? Từ gì nữa đây? À, từ mua là chỉ hoạt động này. Từ đánh là chỉ hoạt động. Ngoài ra còn từ gì nữa không? À, từ theo phương dọc này đấy là từ ăn, đúng chưa nhỉ? À, dưới là từ tỏa. Tỏa này là từ trong cái cụm đó là tỏa nắng. Ví dụ nụ cười tỏa nắng chẳng hạn, thì đấy là có từ tỏa, cũng là một từ để mình chỉ hoạt động. Và cô chắc chắn rằng các con tìm còn nhiều từ hơn là cô Thảo, đúng không? Các con hãy phản hồi lại cho cô để cô biết nhé. À, sau hoạt động truy tìm về từ chỉ hoạt động rồi, chúng ta sẽ đến với bài tập số 3. Đó là bài hãy kể lại nội dung mỗi tranh trên bằng một câu. À, bài này thì chúng ta thấy rằng khó hơn bài tập trước một chút rồi, nhưng không sao, chúng ta sẽ làm được, đúng không nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ quan sát tranh và mình sẽ kể lại nội dung mỗi tranh bằng một câu. Được chưa? Ví dụ, mình có thể nói câu bức tranh đầu tiên là em đang đọc sách, hoặc là mình có thể thay đổi tên, thay đổi em bằng tên cụ thể. Ví dụ như là bạn Lan đang chăm chỉ đọc sách. Các con lưu ý là các con hãy thêm những từ này vào. Ví dụ như là thay vì nói bạn Lan đang đọc sách thì mình có thể thêm từ để cho câu của mình dài hơn và hay hơn.
đó là bạn Lan đang chăm chỉ đọc sách, đúng chưa? Và đến với câu số 2, đến với bức tranh số 2. Bạn Nam chăm chú làm bài tập, hoặc là bạn Nam đang tập viết. Đó, có rất nhiều các từ khác nhau, có rất nhiều các câu khác nhau. Chúng ta hãy viết, hãy luyện nhiều nhất có thể các câu mà con có thể viết nhé. Đến với bức tranh số 3 là bố đang dạy con học bài, hoặc là ba đang dạy con học bài. Và bức tranh thứ 4 là hai bạn đang say sưa nói chuyện. Tại vì ở bức tranh số 3 và bức tranh số 4 là có hai người trong một bức tranh, vì vậy mình có thể đặt được nhiều câu khác nhau. Ví dụ ở đây với câu số 3, bố đang dạy con học bài, mình cũng có thể đặt câu là bạn đang chăm chú nghe bố giảng bài, đúng chưa? Và với câu số 2 cũng như vậy. Ví dụ đây là bạn Lan đang nói chuyện với bạn Mai. Đó, hoặc là hai bạn đang say sưa nói chuyện với nhau. Như vậy là mình sẽ đặt được rất nhiều các câu khác nhau, đúng không nhỉ? Xong bài tập số 3 là mình sẽ đến với bài tập số 4. Đó chính là chọn từ chỉ hoạt động thích hợp với mỗi chỗ trống ở dưới đây. A. Cô Tuyết Mai, 3 chấm, môn tiếng Việt. Vậy mình sẽ tìm từ gì để mình điền vào đây? À, cô Tuyết Mai dạy môn tiếng Việt, đúng chưa? Và với câu B, cô chấm chấm chấm, bài rất dễ hiểu. Cô làm gì nhỉ? Cô làm gì để bài rất dễ hiểu đây? À, cô giảng bài rất dễ hiểu. Tiếp tục câu C, cô chấm chấm chấm, chúng em chăm học. Và đáp án của chúng ta, cô khuyên chúng em chăm học. Các con theo dõi đáp án ở trong video và hãy làm vào trong vở của mình nhé. Như vậy là sau bài học ngày hôm nay, chúng ta đã cùng nhau trải qua 4 thử thách tương ứng với 4 bài tập. Và các con sau bài học này, các con hãy hoàn thành bài tập vào trong vở của mình. Và tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong bài học sau.